bật nắp quay ra như này cho mình này. Đấy. Đấy, xong các bạn lại dùng gọi là cần hai khối gọi là như này này. Thì thêm một cái đường trục 4 này, 24 này. Đấy, các bạn sẽ lại nối vào nhau như này. Đấy, sau đó thì các bạn sẽ chồng lên nhau như này. Thì ở đây các bạn sẽ cần cho mình một cái này này. Rồi, một thành que này. Đây là một đường trục khiếu này. Thì cái đường trục khiếu này thì các bạn sẽ ấn vào đây cho mình. Đây, xong các bạn sẽ tìm cho mình nốt một cái khối vuông. Đây, một khối vuông này. Đây, xong các bạn xỏ que này cho mình nhé. Đây, xong các bạn gắn lên trên này cho mình. Đây, các bạn sau khi đã gắn như này, các bạn sẽ lắp vào đây cho mình nha. Nối lên nhau vào như kiểu vậy. Sau khi nối thì các bạn sẽ dùng cho mình quả ghép trắng 3 này, trắng 2 này, đen 3 này. Đây, và sau đó các bạn sẽ lắp lại cho mình. Đây. Đen 1 này. Đây, trắng 2 này. Đấy, sau khi này thì các bạn sẽ lắp từ cái vị trí này cho mình nha. Đây. Chưa. Sau đây các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình này. Đó là đây, 1.1 nha. Mình đây. Đây, 1.1 này, một mảnh ghép đen 2 nha. Một khung sơn trắng dài này. Yeah, và một chi tiết là khung trắng cao nữa này.
tay nó như này này. Đây thì các bạn xem lắp một chốt này này. Đây nha, lắp chốt này lên trên này. Đây. Đây xong xe. Lắp cái chi tiết dài này nha. Để mình xem nó còn chi tiết nào dài hơn không nhé. Vậy, đây vậy muốn cái này nó là dài nhất rồi. Đây. Sau đó bạn lắp cái này trên này cho mình. Nhưng không đây, nó là chi tiết này các bạn này. Đấy, như này nó mới có độ cân bằng đúng không ạ? Đây mình sẽ ấn cho nó là một cái, ấn cho nó một chiếc logo 41 này các bạn này. Đấy. Mình sẽ đặt cân đấy nha. Đây thôi mình sẽ thẳng xuống. Thấy chưa? Đây. Đây là chiếc đỉnh nha. Bây giờ các bạn lại sẽ cần đến cho mình luôn nè. Cũng là vẫn một cái đường chốt này nha. Đấy, một tay dài này. Một tay dài nữa nha. Các bạn chia đôi ra như này cho mình. Đây, sau khi chia đôi ra cho mình như này. Đấy, các bạn nắm ra đường ngang này cho mình. Đây và các bạn, đây sẽ nắm cho mình một cái đường này nối ra đây nhá. Và nó sẽ có một cái đường chốt bánh răng tròn. Chốt bánh răng tròn thì sẽ là mình xem cái chốt bánh răng tròn nó ở vị trí nào nhá. Đây nó đây này các bạn này. Đấy. Đây như thế chốt bánh răng tròn này. Đây, đây. Em bỏ cái chốt đây này. Đây thì các bạn cũng sẽ vẫn lắp cho mình vào một cái đường đẹp này. Đây. Đây và một cái tay kiểu này nhá. Xong mình sẽ lắp như kiểu vậy này. Đấy. Xong đến giờ đến được cái bánh này thì nó cũng vẫn theo cái nguyên lý này thôi. Bây giờ đây các bạn sẽ sử dụng một cái thanh to này luôn, các bạn xóa xiên qua đây nhá. Đấy, các bạn chia đều đây. Đấy. Rồi sau đó các bạn gắn vào một đường đây.
các bạn cũng đường này này, các bạn sẽ nắp nốt vào đây cho mình nhé. Cái này mình sẽ đi nốt vào trước đã nha. Các bạn thấy chưa? Một chiếc bánh nốt chỉnh xoay nha. Thấy chưa? Đấy, sau khi cái phần gọi là bánh nốt này nó đã được hoàn thành rồi nhá, thì mình sẽ lắp thêm đây, sẽ cần một cái đường trụ này nhé. Đây là nó cần một thanh này này. Đấy, chốt ngang qua này, chốt ngang qua mình chia đều ra này nhá. Đây, cái đường chốt trụ này mình sẽ để lên trên đây. Đấy, nó cân của vậy cho các bạn. Thì ở đây các bạn sẽ dùng cho mình, nó là hai màu trắng. Trắng là nó có đường sọc, sọc tay xuống này. Đấy, một này. Đấy, sọc tay xuống đây. Đây, mình phải tìm hai bên ngược đối xứng nhau này nhá. Đây. Các bạn lắp vào hai bên này cho mình như vậy nha. Đây, xong mình sẽ tìm gọi là một cái đường chi tiết nẹp đôi này. Đây, cái đường chi tiết nẹp đôi nhá. Đấy, xong. Đấy chưa? Đấy. Và đây, hai bên mình sẽ dùng đây hai đường tay cong này thì nó đi theo nó sẽ là cái chi tiết tròn dài. Đấy, hai chi tiết dài, hai chi tiết này này. Mình nó sẽ còn một cái chi tiết nổi nữa. Mình xem. Đây, nổi đây các bạn. Đấy, một cái như này. Và mình cần tìm thêm một cái nữa nhá. Đây, nó đã là hai cái như vậy này. Vậy thì đây mình sẽ gắn hai này vào đây trước này. Đấy. Đấy, xong gắn hai vào đây.
Bên này cũng vậy nha, bạn này vào trước này. Gắn hai cái lên trên này nha. Đây xong các bạn sẽ đây, tạo cho mình hai đường mắt chéo như này này. Đấy, xong nó dùng tinh màu xám rồi nha. Đấy, bắt treo vào như này thì kiểu dạng nó như kiểu phanh ấy các bạn. Đấy. Đấy, sau khi xong thì bắt đầu mình sẽ gắn cái đường chốt này vào nha. Thấy chưa? Đấy. Chiếc xe của mình đã có thể là di chuyển được đấy các bạn thấy chưa? Đấy. Đấy, giờ có thể là đi được như vậy đấy. Đấy, xong sau khi các bạn sẽ chuẩn bị cho mình này 16 này 9 này mấy thêm một tấm 6 này. Đấy. Đây ở đây các bạn sẽ này bạn xem cho mình kiểu rích rác đấy nha. Đấy. Đây bên này, đây bên này vuông cần một tấm vuông chính này, đây cần tầm thêm hai cái thanh này, này. Đây, như hai thanh này thì mình sẽ lắp đây vị trí này này. Đấy, còn khi đèn này đã được thì bắt đầu mình sẽ lắp cho nó vào đây. Đấy. Chỉ đèn mà đã lắp được vào như này rồi này. Thế thì các bạn sẽ tiến hành. Đây. Cắt vào cho mình này. Thì các mình ghép bảng này nhé. Đây, các bạn sẽ cần hai mình ghép bảng này. Thêm một cái đường này này. Ngoài đây nó sẽ là cái miếng dán thứ 23.
Đây, giờ các bạn chia đều cho giấy nha, 2, 3 này, 5 này. Đây, 35 này. Các bạn tìm cho mình thêm cái 33 nha. Đây, 33 này. Và 22 nha. Giờ sau như thế thì mình sẽ lại đây, cần thêm là một cái này này, lại một đường chốt 6 này, lại một cái đường 3 này, rồi tiếp cái 6 sẽ lắp lên trên đầu trên đây trước các bạn nha. Cái 2 sẽ nằm ngang dưới đây này. Đấy, đường 3 này. Điều này nó sẽ che hết đây nha. Đấy, ở đây mình cần thêm một cái đen trụ này. Đây là một thanh dài 6 này. 46 đây. Đây vào một chút đen này. Xem là đoạn giữa này nha. Đây sau khi chút đen lắp giữa này, mình sẽ cần một chi tiết trắng 2, 4, 6, 8 này nha. Một đen 4 là mình sẽ để đây này. Và đây nó sẽ cần một cái đường chốt đen dài này. Đây. Đấy. Vị trí chốt đen dài nó là như này nha các bạn nha. Đây. Và đây mình sẽ cần đó là một cái đường khối tròn này. Đây, một khối tròn đen như này. Các bạn đắp đây cho mình này nha.
Đây là thêm gương chốt tròn đây này. Đấy, một đường chốt tròn và một đường quay đuôi. Đây, nó sẽ là vuốt xuôi lên như này nhé các bạn nhé. Đây, sau khi vuốt xuôi này chúng ta sẽ cần thêm đó là các mình ghép các mình ghép một này. Đây đấy này, thành ba chéo này, thành bốn này. Đây thì các bạn sẽ lắp cho mình này. Đấy, như đây hai nha, hai cái chia đường hai đây, một đây này. Đấy, cảm giác sẽ ở cái khung vòng này nhá. Đấy, tạo hình nó phải như này nhé các bạn nha. Rồi sau đó các bạn sẽ dùng cho mình này. Tấm này là một này, lỗ đục là hai này, vuông này là ba này, là bốn này. Đây thì gọi là các bạn ghép đây thì các bạn sẽ này liên kết với nhau bằng kiểu này nhá. Đây, con đầu trên này sẽ liên kết bằng kiểu gắn kết đôi thay này, còn dưới này sẽ gắn kết bằng kiểu này nhá. Thì ở đây nó sẽ dùng 31 và 48. Đây, 48 này. À, 31 đây các bạn. Đây, và sau đó các bạn sẽ lắp lên trên đây cho mình nha. Đây, sau khi đã lắp vậy rồi thì chúng ta sẽ cần đến gọi là một mảnh gấp xám này, một đường chốt tròn này, một chiếc que dùi thắng nhỏ này và một đường xúc to này. Đây, cái đường xúc to này các bạn cắm qua cái đường ống nhỏ này cho mình nhá. Thế xong đường ống nhỏ này cắm vào trong đây này. Trong này cắm vào trong cái này nha các bạn nha. Đây, xong đoạn vuông này thì các bạn xem nào, mở một đầu đây. Xong bắt đầu mình lại sẽ bánh hai này, bánh ba này, đây cái này, bánh bốn này. Đấy, xong mình để dép vào nhá. Đây là sẽ đây là hàng
1 này, 2 này. Cái này sẽ lắp vào đây nha. Đấy, xong gắn cái này vào nhé các bạn nhé. Đây các bạn xem đây, dùng mình cái màu xám này. Để mình phân ra ở đây mình nhìn cho dễ này. Cái màu xám này có hai loại này này. Đây thì các bạn sẽ nối cho mình đây. Kiểu này này. Hộp ba cái đường màu trắng này thì các bạn sẽ lấy cho mình thôi à. Hãy cài một đường vào đây. Hãy xong rồi một đường qua đây. Đây, thêm một đường vào đây nữa. Thì ở đây là những cái này nó sẽ ăn theo cái miếng ghép đó là 26, 30 và 2 nhé các bạn nhé. 26 đây, 26 đây. Đây, 26 đây. 30 các bạn lấy cho mình thêm miếng này, thêm một cái đường mũ đen này. Đây các bạn sẽ này cho vào nhé, bắt đầu chèn xuống này. Rồi các bạn sẽ dùng cho mình một miếng này và một miếng rộng này nhá. Đây thì một miếng KB này. Đây các bạn sẽ dán vào đây cho mình này. Ở đây mình cắt nó xuống xe 3, 7, 4, 6 nhé. Ấy nhé các bạn nha. Đây và đây các bạn sẽ dùng cho mình một đường chụp ba này, một đường chụp ba như này và một thanh vuông.
Đấy, xong các bạn lắp vào này cho mình, xong sau đó cần thêm gọi là các cái đường khối như này, đây, một này, hai này. Đấy, vị trí ba này. Đây thì ở đây nó sẽ cần, trên đây nó sẽ là miếng dép 4-5 nhé các bạn nhé. Sẽ đặt thẳng ra đây. Đấy, 4 năm này. 19, 15 này. Đấy, 19 là sẽ là cái miếng ngang này nhá. Mười năm này. 10 lần nó sẽ là miếng dọc này các bạn. Hai mươi tám này. Hai nó sẽ là cái điểm xuống này. Hai. Xong rồi các bạn dùng cho mình cũng là một miếng vuông này nhá. Đây, vuông này các bạn sẽ dán vào đây cho mình này. Đây, trên đây bắt đầu là các mảnh ghép này nhé các bạn nhé. Đây, coi nền này, lộn đầu xuống như vậy nhá. Đấy, giờ xuôi theo một cái đường này này, dưới đây cũng vậy này. Đây, thì ở đây các bạn sẽ cần dán cho mình số 8 này. Đây nhờ này một đường số 8 nha. Số 8 này, số 4 này, số 4 này, 40 này. Xong rồi sẽ là 17. Đây. Đây là sau khi dán xong đấy thì chúng ta sẽ dùng những đường chốt xám này. Như đây sẽ dùng được đây, xám to đùng này các bạn nhé. À, vậy thì ở đây thì nó sẽ phải dùng nó thêm một cái đường vuông số vào. Đây.
Đây. Câu này này. Xong mình gắn vào như vậy. Đây, xong bắt đầu mình sẽ tiến hành ốp vào cái phần thân của nó nhé các bạn nhé. Đấy chưa? Đấy, chúng ta coi như đã gắn được thêm gọi là một đường phần vào đây nhá. Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy, đã ra được một hình chiếc siêu xe của mình đấy. Mình đã nắp nó cũng ra được cái hình khối vậy nha.
bây giờ mình sẽ gọi là tiếp tục lật đêm gọi là. Một phần tiếp theo nhé các bạn nhé. Một phần tiếp theo này của mình thì các bạn cần cho mình luôn là một khối vuông này. Một khối vuông như này nhé các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ ấn vào dưới đây cho mình như này. Đấy. Và sau đó thì cũng sẽ làm lại gọi là tương tự như gọi là bên kia thôi các bạn. Đấy. Thì gọi là sẽ cần một chút sáu này. Sáu này vuông này đây các bạn nằm ngang như vậy nha. Đấy, sau đó rồi xong lắp đều ra này. Đây. Các bạn lắp cho mình là đây xa hàng này đây này. Đây, xong bắt đầu lắp một đường đầu chặn phố này. Đây, xong sau đó chúng ta định giá nhá. 36 đầu tiên này. Sáu này, sáu này, xong 34 này. 34 sẽ là 9 lớp trên này nhé các bạn nhé. 21 này. không gắn vậy thì rồi mình sẽ gắn cho nó thêm một đường chỗ đen này đây, và ở đường phần trên đây sẽ gắn thêm một đường chỗ 6 này. Hình như dưới đây là cũng là một chỗ 2 này. Đây, và một đường chỗ vuông này nhé. Đấy,
sau đó thêm một đường chốt đen này. Đấy, sau chốt đen thì chúng ta cũng sẽ lên một đường này. Sẽ trên đây làm đường chốt 6 sẽ chạy dài đây nha. Đây và một khối vuông này sẽ được đắp đầy ở đây. Đây sau khi đắp đầy đây nó sẽ thêm một đường nữa. Đây nó sẽ gắn ở vị trí, các bạn sẽ đây thêm một vuông này nữa. Đây, có một đường trắng này. Đây. Sau đó bên này các bạn sẽ lắp một đường hối tròn này cho mình này. Phần này này. Đây, và sau cái tròn đây thì các bạn lắp cho mình một ngay đây này. Hai khối một sáng thì các bạn sẽ lắp vào đây. Hai các bạn sẽ thêm cho mình một chi tiết đường sáng vào đây nữa. Đây và sau khi như vậy thì cũng sẽ lại tiếp tục lắp cho mình rồi. Một đường chốt này này. Chốt 1 này. Chốt 4 này. Đây, hai đường vòng này này. Đây. Đây, xong rồi các bạn sẽ tiếp tục cho mình bánh ghép đen đây và đây. Đây sẽ cần gọi là hai tấm này. Đây thì như trên đây nó sẽ dùng là tấm này. À, này nó sẽ dùng là tấm này.
hãy chôn này sẽ năm đôi thấy nha các bạn nhá. Đây các bạn sẽ cần màu trắng này, sẽ cần 4 tấm màu đen này, cho ở đây trước này. Đấy, đèn một tấm này sẽ hẳn xuống dưới đây nhá. Trắng 3, trắng 2, đây sau này bắt đầu mình dán vào nhé. Đầu tiên nó sẽ là số 1 này, hai chín này, các bạn sẽ dán cho mình chi tiết hai nam mặt này. Đấy. Chờ. Xong sau đó các bạn sẽ đắp cho mình một đường trắng lên trên này. Đây cho mình. Đấy, và đây sẽ còn mảnh ghép màu xám nhé. Các bạn sẽ gắn vào đây cho mình. Đấy, và sau đó sẽ là một đường chốt xám đi qua. Đây, xong các bạn sẽ
chưa? Mình đã lắp lại, mình chỉnh lại đây. Đây là cái xe dùng. Đây là xe dùng 44 đây. Như mình bị nhầm lẫn một chút đôi về hết logo này. Đấy, đúng là tầm này của nó phải trên đây này các bạn này. Đấy. Đấy, tầm này của dưới nó phải như vậy các bạn. Như phần này các bạn cần che cho mình bằng một cái điểm này vào nữa này. Đây, sau khi che cho mình được bằng cái điểm đây các bạn này, sẽ tiến hành này. Đây, đây, đây. Đâm đây cho mình. Rồi mình sẽ dễ lại ra tiếp đâu. 27 thì 27 nó sẽ là cái vị trí bên trong này các bạn. Đây. 6-20 nha. Mười sáu hay mười đây xem. Đây, và sau đó chúng ta này cũng tiến hành lắp cái đường đầu ra chéo lên nhá. Đấy, như này. Đấy.
đây đập bằng này, đây một vuông vào trong đây, đây. Đây là sẽ cần miếng thứ 7 này. Đây là 19 này. Đây là 19 rồi, sao bây giờ? Xong bắt đầu mình sẽ tiến hành mình nắp vào nha các bạn nha. Đây chưa? Các bạn đã nhìn thấy xe này của mình nó đã định hình được gọi là một phần nào đấy. Đây thôi, giờ các bạn gắn cho mình ba cái đường đầu này vào. Rồi xong các bạn sẽ gắn cho mình thanh này vào đây. Rồi xong bắt đầu dùng hai đường chỗ trắng này. Đây các bạn bằng hai đường này vào này. Đấy, rồi lại uống ngực ra lại bằng kiểu vậy nhá. Đây đấy, đấy xong các bạn sẽ tiến hành gọi là right.
phần đề. Hãy cố định cái đường đầu này nó vào này. Đấy, giờ mình sẽ dùng hai đường treo trắng này. Đấy. Đây mình sẽ lắp vào như này. Đây mình sẽ dùng hai cái đường như vậy nhá. Thêm đây cái thanh trắng. Và trắng này, đây trắng này các bạn. Như bên đây mình hơi bị nắp này. Đấy. Khi nó lắp xong này bắt đầu các bạn sẽ dán cho mình nha. 10 và 9 này. Đấy, xong các bạn sẽ ra thêm hai đường ở hai bên này. Sau khi dán xong này thì mình sẽ bổ sung cho nó thêm các chi tiết nhé. Đây nó như thế ạ. Đây. Giờ của mình chỉ còn một ít chi tiết nhỏ này nữa thôi. Như là mình ghét như này. Gắn thêm một chút này vào giữa này.
Rồi. Đấy, sau đó mình lắp vào này. Với một bên này mình sẽ làm tương tự nhé. Đây nha. Mình sẽ đổ sang như hai cái này hợp lý hơn này. Bây giờ sẽ gắn vào đầu cho mình. Đây. Sau khi mình gắn vào như cái các chục này hai thì các bạn sẽ đút cho mình. Mua cái thằng xanh này xuống đây nha. Đây, sau khi gắn được khuôn đường xanh xuống vậy thì các bạn gắn cho mình thêm hai chút đen cầu này này. Đấy. Cho nó cao lên như vậy. Đấy, thì đây sẽ làm thêm hai đường tay trụ này. Đây như một. Đây, thêm một đường chỗ này vào đây.
con thêm được đây vào đây nhé các bạn nha. Mình sẽ thế này vào nha. Bây giờ hơi vậy là chiếc mô hình mô tô của mình đến đây hoàn thành rồi nha các bạn nha. Đây, hẹn gặp lại các bạn ở những buổi là video tiếp theo nha. Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn gọi là làm một cái mô hình gọi là chiếc gọi là xe máy Lego này nha. Mô hình của nó thì sẽ gồm tất cả các chi tiết này nhé các bạn nhé. Đây chưa? Và đây là cái như kia đây gọi là bàn đế nữa. Đấy các đều chi tiết của nó như này nhá. Mình sẽ để gọn ra đây chưa? Và giờ mình sẽ đây tháo dỡ cái phần bánh này của nó ra trước nha. Bánh mình sẽ để gọi là bên trong đây nha. Đấy, bánh của nó bằng cao su này các bạn này. Mình sẽ đẩy thêm các chi tiết ra đây nha. Ủa, một chỗ mình sẽ đổ cố định gọi là một vị trí nha. Như hiện tại cái đế này mình chưa dùng nha, thì mình sẽ để gọn sang bên đây này. Mình sẽ phân đều ra như này. Túi chi tiết cuối cùng này nha. Thấy chưa? Giờ mình đã gọi là phân đều ra như này thì bắt đầu mình sẽ tiến hành là đến gọi là mình ghép chúng lại nha các bạn nhé. Đây thì đây gọi là bước đầu tiên này để ghép được lại với nhau. Thì các bạn này cần chuẩn bị cho mình đây một cái chi tiết này nhá. Bây giờ các bạn xóa cái tay đen này này sang đây làm sao mình cho cân ra giữa nha. Đấy, xong bắt đầu mình gắn thêm một cái đài này xuống đây này.
Yeah, nó sẽ là như này nhé các bạn nhá. Đấy, xong mình sẽ để ở giữa này. Đấy, sau khi lắp xong đấy thì chúng ta này. Đây, các bạn xem lấy cho mình cái này là một này. Đấy, một này. Cái này cũng là một này. Và sẽ đây thêm một đường trụ này nha. Đây nó sẽ cái đường trụ này nó sẽ nhỏ hơn các bạn. Đây nha, cái đường trụ này nha. Đây, xong chúng ta sẽ bắt đầu này. Các bạn cầm cái đường này nối với điểm này này. Đây, xong rồi lại nối với cái này vào nha. Đây, xong sau đó này, các bạn cắn này vào này. Đây, xong gắn này vào này cho mình nha. Đấy, gắn vào như này cho mình à. Yeah. Này bên đây các bạn sẽ tìm cho mình đây một cái mảnh ghép nhọn này. Chưa. Yeah. Khối vuông cao như này này. Đấy. Đấy, và thêm một cái viên tròn nha các bạn nha. Đây một viên tròn như này này các bạn này. Đây như cái viên tròn này các bạn sẽ xỏ qua đây này. Đây, sau khi xỏ qua đây xong thì các bạn sẽ đây các bạn sẽ đặt ở vị trí nôn này nha. Đấy, xong các bạn gắn vào lại cho mình. Đấy, thì phần bên này thì các bạn cũng sẽ tìm một gọi là cái mảnh ghép tương tự như vậy nha. Đấy, mảnh ghép đầu của nó hay như này này. Được chưa? Xong đấy cũng cùng một cái chốt này và một cái gen tròn như thế nhé các bạn nha. Đấy, các bạn ấn sâu chắc vào đây cho mình. Đấy chưa? Xong các bạn ấn qua đây nha. Như thế mình đã tạo được như đấy nha. Thì bây giờ mình đây mình sẽ để quẩn sang, bây giờ mình sẽ làm cái chi tiết đến chi tiết bánh xe nhé các bạn nhé.
Thì ở đây là các bạn sẽ cần cho mình một cái nốt này, chưa? Đấy là một đường chọc này và một cái đường đây mình răng này. Đây thì các bạn sẽ lắp từ đây mình, các bạn lắp vào cho mình nhé. Đây xong rồi. Năm này sau đó các bạn bồi cái nước nốt cao su này vào cho mình nhá. Đây, sau khi bồi cái nước cao su này vào mình sẽ tìm một cái tay như này nhé các bạn nhé. Tay như này nó sẽ là từ một đường chốt này nè, hãy nạp thêm cái đường chốt nhỏ này vào đây và nạp thêm một cái phễu này vào nữa này. Đây. Mình phải chỉnh cho nó tâm về cân bằng nhau như này thì nó mới bằng nhau được nhé các bạn nha. Đây, bây giờ mọi người thấy chưa? Đấy, như là đường bánh luôn này. Và sau khi đây thì chúng ta sẽ dùng bằng mặt được một chút cố này. Cố nó dạng này nhưng mà nó sẽ là có điểm rút nhé các bạn nhé. Cố đây. Giờ đây, cố này nó dạng cố rút này. Xong bắt đầu nó còn có đây, một cái đường chốt xanh này nhé các bạn nhé. Thì cái chốt xanh này các bạn sẽ cắm xuống này. Đấy. Còn cái đường chốt này thì nó sẽ theo đây. Đây, 1, 2, 3 cái này. Giờ nó sẽ so xuyên qua đoạn đường giữa này các bạn này. Đấy. Bây giờ và nó sẽ cắm vào đây nha các bạn nha. Đấy. Đấy và đã cắm vào đây, sau đây thì bắt đầu chúng ta đây các bạn sẽ dùng cho mình đây. Như là ghép 4 này với gọi là mình ghép 2 nha các bạn nha. Đây các bạn sẽ gắn vào đây này. Đây ta thêm một khối như này ở trên nha. Đây sau đó các bạn gắn vào đây cho mình. Đây. Đây, các bạn sẽ tìm cho mình 4 cái chi tiết như này nhá. Đây này, 3 này, 4 này. Đây, 4 chi tiết này các bạn sẽ đập hai cái chi tiết này vào với nhau như này này. Đây. Đây, rồi sau đó mình sẽ đập nó nẻ như này này. Và sau khi lắp nè xong thì mình sẽ thêm một tấm vuông trắng vào nhé. Đây tấm vuông trắng xong thì
rồi, các bạn sẽ làm cho mình này. Hai miếng mình ghép này nó phải đối diện nhau nhé các bạn nhé. Xong mình nắp vào như này nha. Đấy, sau khi nắp vậy mình sẽ dùng ghép này, một mảnh ghép vuông này nha. Đây các bạn tìm cho mình một mảnh ghép vuông này, đấy, một khối màu trắng này, này. Đấy, các bạn nắp vào đây cho mình. Đấy. Xong các bạn kết nối vào phần đuôi của nó nha. Đấy, sau khi đấy thì các bạn sẽ dùng cái này cho mình này. Đấy, đây, các bạn gắn thêm cho mình hai đường trắng này. Đấy, và một cái đường chốt đuôi như này nhá. Đấy, xong các bạn gắn lên vị trí này cho mình. Đấy chưa, nó đang bắt đầu hình thành dần chiếc xe đấy. Bây giờ các bạn cần chuẩn bị cho mình là một chi tiết này này. Đây, một bánh màu đen này. Và một cái chiếc ghi đông. Ghi đông tay đây mình xem nào. Đây. Đây nha các bạn nha. Đây thì các bạn sẽ đây như ở đây này thì các bạn sẽ gọi là gắn vào đây cho mình. Đấy. Còn cái này chưa thì các bạn sẽ đấy. Đấy, như vậy nha. Và đằng sau này các bạn sẽ lắp cho mình cái chi tiết này vào nhá. Đây và như bên đây thì các bạn sẽ cần cho mình một miếng vuông này nhá. Thì cái này cũng thao tác cũng sẽ tương tự này. Đấy. Gắn cái này lên nhá. Đây. Thêm này vào này. Đấy, và sau đó gắn cái này lên trên đây nha các bạn nha.
mình. Giờ mình sẽ bổ sung gọi là nó vô cho được phần sau xe này nha. Đây các bạn, đây là vị trí như này cho mình nha. Bên này cũng vậy này. Đây. Xong các bạn lấy cho mình một cái này nhá. Giờ là một đường này. Đấy, chỉ cái vuông này này. Đấy, cần hai cái. Đấy, cần hai khối như vậy. Đây đây. Đấy, thì các bạn lắp vào chỗ này nhá. Mình nắp quay ra như này cho mình này. Đấy. Đấy, xong các bạn lại dùng gọi là cần hai khối gọi là như này này. Thì thêm một đường trục 4 này, 24 này. Đấy, các bạn sẽ lại nối vào nhau như này. Đấy, sau đó thì các bạn sẽ chồng lên nhau này. Thì ở đây các bạn sẽ cần cho mình một cái này này. Chờ, một thành que này. Đây là một đường trục hiếu này. Thì cái đường trục hiếu này. Đấy, các bạn xem. Ấn vào đây cho mình. Đây, xong các bạn sẽ tìm cho mình nốt một cái khối vuông. Đây, một khối vuông này. Đây, xong các bạn xỏ que này cho mình nhá. Đây, xong các bạn gắn lên trên này cho mình. Đây các bạn, sau khi đã gắn như này các bạn sẽ lắp vào đây cho mình nha. Nối với nhau vào như kiểu vậy. Sau khi nối thì các bạn sẽ dùng cho mình và ghép trắng 3 này, trắng 2 này, đen 3 này. Đây, và sau đó các bạn sẽ lắp lại cho mình. Đây. Đen 1 này. Đây, trắng 2 này. Đây, sau khi như này thì các bạn sẽ lắp từ cái vị trí này cho mình nha. Đây. Chưa.
Sau đây các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình này. Đó là đây, 1.1 nha. Mình đây. Đây, 1.1 này, một mảnh ghép liền thế nha. Một khung sơn trắng dài này. Yeah, và một chi tiết là khung trắng cao nữa đây. Đây nó nhẹ này. Đây thì các bạn xem lắm. Một chốt này này. Đây nha, nắp chốt này lên trên này. Đây. Đây xong xe. Nắp cái chi tiết dài này nha. Để mình xem nó còn chi tiết nào dài hơn không nhé. Vậy, đây bạn muốn cái này nó là dài nhất rồi. Đây. Sau đó bạn nắp cái này trên này cho mình. Đây, nó là chi tiết này các bạn. Đấy, như này nó mới có độ cân bằng đúng không ạ? Đây mình sẽ ấn cho nó là một cái, ấn cho nó một chiếc logo 41 này các bạn. Đấy. Mình sẽ đặt cân đấy nha. Đây thôi mình sẽ thẳng xuống. Đây chưa? Đây, đây là chiếc đỉnh nha. Bây giờ các bạn lại sẽ cần lên cho mình luôn nè. Cũng là vẫn một cái đường chốt này nha. Đấy, một tay dài này. Một tay dài nữa nha. Các bạn chia đôi ra như này cho mình. Đấy, sau khi chia đôi ra cho mình như này. Đấy, các bạn nắm ra đường ngang này cho mình. Đây và các bạn, đây sẽ nắm cho mình một cái đường này nối ra đây nhá. Và nó sẽ có một cái đường chốt bánh răng tròn. Chốt bánh răng tròn. Mình xem nào. Mình xem cái chốt bánh răng tròn nó ở vị trí nào nhỉ. Đây, nó đây này các bạn này. Đấy. Đây như thế. Chốt bánh răng tròn này. Đây. Em vào cái chốt đây này. Đây thì các bạn sẽ vẫn nắp cho mình vào một cái đường đẹp này. Đây. Đây và một cái tay kiểu này nhá. Xong mình sẽ lắp như kiểu vậy này. Đấy. Xong đến giờ đến được cái bánh này thì nó cũng vẫn theo cái nguyên lý này thôi. Bây giờ đây các bạn sẽ sử dụng một cái thanh to này thôi, các bạn xóa xiên
qua đây nha. Đây, các bạn chia đều đây. Đây, rồi sau đó các bạn gắn vào một đường đây. Các bạn có một đường này này, các bạn sẽ nắp nốt vào đây cho mình nhá. Cái này mình sẽ đi nốt vào trước đã nha. Các bạn thấy chưa? Một chiếc bánh nốt chỉnh xoay à. Thấy chưa? Đấy, sau khi cái phần của bánh nốt này nó đã được hoàn thành rồi nhá, thì mình sẽ lắp thêm đây, sẽ cầm một cái trụ này nhé. Đây là nó cần một thanh này này. Đấy, chốt ngang qua này, chốt ngang qua mình chia đều ra này nhá. Như cái đường chốt trụ này mình sẽ để lên trên đây. Đấy, nó cân của vậy cho các bạn. Ở đây các bạn sẽ dùng cho mình, nó là hai màu trắng, trắng thì nó có đường mà sọc sọc tay xuống này. Đấy, một này, đấy, sọc tay xuống này. Đây, mình phải tìm hai bên ngược đối xứng nhau này nhá. Giờ các bạn lắp vào hai bên này cho mình như vậy nha. Đây, xong mình sẽ tìm gọi là một cái đường chi tiết nẹp đôi này. Đây, cái đường chi tiết nẹp đôi nhé. Đây, xong đấy, và đấy, hai bên mình sẽ dùng đây hai cái đường tay cong này thì nó đi theo là nó sẽ là cái chi tiết tròn dài.
chi tiết này, này. Mình nó sẽ còn một cái chi tiết nổi nữa, mình xem đây, nổi này các bạn. Đấy, một cái như này và mình cần tìm thêm một cái nữa nhá. Đấy, nó là hai cái như vậy này. Thì đây mình sẽ gắn hai này vào đây trước này. Đấy. Đấy, xong gắn hai vào đây. Đấy. Bên này cũng vậy nha, gắn này vào trước này. Gắn hai cái lên trên này nha. Đây xong các bạn sẽ đấy, tạo cho mình hai đường bắt chéo như này này. Xong nó xong tanh màu xám rồi nha. Đấy, bắt chéo vào như này thì kiểu dạng nó như kiểu phanh ấy các bạn. Đấy. Đấy, sau khi xong thì bắt đầu mình sẽ gắn cái đường chốt này vào nha. Thấy chưa? Đấy. Giờ chiếc xe của mình đã có thể là di chuyển được đấy các bạn thấy nhá. Đấy. Đấy giờ có thể là đi được như vậy đấy. Đấy, xong sau khi các bạn sẽ chuẩn bị cho mình này 16 này 9 này mấy thêm một tấm 6 này. Đấy. Đây ở đây các bạn sẽ này đang xem cho mình kiểu rích rác đấy nha. Đây hai bên này, này. Đấy, bên này vuông cần một tấm vuông chính này. Đấy, cần tầm thêm hai cái thanh này, này. Đấy, như hai thanh này thì mình sẽ lắp này vị trí này này. Đấy, còn khi đèn này đã được thì bắt đầu mình sẽ lắp cho nó vào đây. Đấy. Chỉ đèn mà đã lắp được vào như này rồi này. Thế thì các bạn sẽ tiến hành. Đây. Cắt vào cho mình này. Đây, tìm các mảnh ghép bảng này nhé. Đây, các bạn sẽ cần hai mảnh ghép bảng này.
chưa? Thêm một cái đường này này. Ngoài đây là nó sẽ là cái miếng dán thứ 23. Đấy, giờ các bạn chia đều cho giá nha, 23 này, 5 này. Đấy, 30 năm này. Các bạn tìm cho mình thêm cái 33 nhá. Đấy, 33 này. Và 22 nhá. Giờ sau như thế thì mình sẽ lại phải cần thêm nào một cái này này, lại một đường chốt 6 này, lại một cái đường 3 này, rồi tiếp theo cái 6 sẽ lắp lên trên đầu trên đây trước nhé các bạn nhá. Cái 2 sẽ nằm ngang dưới đây này. Đấy, đường 3 này. Điều này nó sẽ che hết đây nhá. Đấy, ở đây mình cần thêm một cái đèn trụ này. Đây là một thanh dài 6 này. 46 đây. Đây vào một chút đèn này. Sẽ lắp đạn giữa này nha. Đây sau khi chút đèn lắp giữa này, mình sẽ cần một chi tiết trắng 2468 này nha. Đây là một đèn 4 là mình sẽ để đây này. Và đây nó sẽ cần một cái đường chốt đen dài này. Đây. Đây. Vị trí chốt đen dài nó là như này nhé các bạn nhé. Đây. Và đây mình sẽ cần đó là một cái đường khối tròn này. Đây, một khối tròn đen như này.
các bạn áp đây cho mình này nha. Đây là thêm gương chốt tròn đây này. Đấy, một đường chốt tròn và một đường quay đuôi. Đây, nó sẽ là vuốt xuôi lên như này nhé các bạn nhé. Đây, sau khi vuốt xuôi này chúng ta sẽ cần thêm đó là các mình ghép các mình ghép một này. Đây, đấy này. Thành 3 chéo này, thành 4 này. Đây thì các bạn sẽ lắp cho mình này. Đây như đây 2 nha. Hai cái vị trí đường 2 đây, 1 đây này. Đây tam giác sẽ là ở cái khung vòng này nha. Đấy, tạo hình nó phải như này nhé các bạn nha. Rồi sau đó các bạn sẽ dùng cho mình này. Tấm này là một này. Nỗ đục là 2 này. Vuông này là 3 này. Này là 4 này. Đây thì gọi là các mảnh ghép đây thì các bạn xem này liên kết với nhau bằng kiểu này nhá. Đây con đầu trên này sẽ liên kết bằng kiểu gắn kết như thế này, con dưới này sẽ gắn kết bằng kiểu này nhá. Thì ở đây nó sẽ dùng 31 và 48. Đây, 48 này. À, 31 đây các bạn. Đây và sau đó các bạn sẽ lắp lên trên đây cho mình nha. Đây, sau khi đã lắp vậy rồi thì chúng ta sẽ cần đến gọi là một mảnh ghép xám này, một đường chốt tròn này, một chiếc que dùi thắng nhỏ này và một đường xúc to này. Đây, cái đường xúc to này các bạn cắm qua cái đường ống nhỏ này cho mình nhá. Thế xong đường ống nhỏ này cắm vào trong đây này. Trong này cắm vào trong cái này nha các bạn nha. Đây, xong đoạn vuông này thì các bạn xem nào, ở một đầu đây. Xong bắt đầu mình lại sẽ mảnh 2 này, mảnh 3 này. Đây cái này này. Mảnh 4 này. Đây xong mình để dép vào nha.
Đây là sẽ đây là hàng 1 này. 2 này. Cái này sẽ lắp vào đây nha. Đấy, xong gắn cái này vào nhé các bạn nha. Đây các bạn xem đây, dùng mình cái màu xám này. Đây mình phân ra ở đây mình nhìn cho dễ này. Đây màu xám này, có hai loại này này. Đây thì các bạn sẽ nối cho mình đây. Kiểu này này. Hộp ba cái đường màu trắng này thì các bạn xem để cho mình thôi à. Hãy cài một đường vào đây. Hãy xong rồi đường qua đây. Bây giờ thêm một đường vào đây nữa thì ở đây là những cái này nó sẽ ăn theo cái liên tiếp đó là 26 30 và 2 nhé các bạn nhé. 26 đây, 26 đây. Đây 26 này 30 này. Các bạn lấy cho mình thêm miếng này, thêm một cái đường mũ đen này. Đây các bạn sẽ này cho vào nhé, bắt đầu chèn xuống đây. Xong rồi các bạn sẽ dùng cho mình một miếng này và một miếng rộng này nhá. Đây thì một miếng cà bê này. Đây các bạn sẽ dán vào đây cho mình này. Ở đây thì mình gấp nó xuống xe 3, 7, 4, 6 nhé. Bảy nha các bạn nha. Đây và đây các bạn sẽ dùng cho mình một đường chụp ba này.
một đường chụp bè như này và một thành vuông. Đấy, xong các bạn lắp vào này cho mình, xong sau đó cần thêm gọi là các cái đường khối như này, đây, một này, hai, hai vị trí ba này. Đây thì ở đây nó sẽ cần, trên đây nó sẽ là miếng dép 45 nhé các bạn nhé. Sẽ là thắng ra đây 1 năm này. 19, 10 năm này. Đấy, 19 là sẽ là cái miếng ngang này nhá. 15 này, 15 nó sẽ là miếng dọc này các bạn. Này 28 này, hai nó sẽ là cái điểm xuống này. Đấy. Xong rồi các bạn dùng cho mình cũng là một miếng vuông này nhá. Đây, vuông này các bạn sẽ dán vào đây cho mình này. Đây, trên đây bắt đầu là các mảnh ghép này nhé các bạn nhé. Đây, coi nề này, lộn đầu xuống như vậy nhá. Đấy, giờ xuôi theo một cái đường này này, dưới đây cũng vậy này. Đây, thì ở đây các bạn sẽ cần dán cho mình số 8 này. Bây giờ này một đường số 8 nha. Số 8 này, số 4 này, số 4 này, 40 này. Xong rồi sẽ là 17. Đây. Đây là sau khi dán xong đấy thì chúng ta sẽ dùng những đường chốt xém này. Như đây sẽ dùng được đây, xám to đồng này các bạn nhé. Vậy thì ở đây thì nó sẽ phải dùng nó thêm một cái đường
vuông số vào. Đây. Câu này, này xong mình gắn vào như vậy. Đây, xong bắt đầu mình sẽ tiến hành ốp vào cái phần thân của nó nhé các bạn nhé. Đấy chưa? Đấy, chúng ta coi như đã gắn được thêm gọi là một đường phần vào đây nhá. Đấy, mọi người thấy chưa? Bây giờ đã ra được một hình chiếc siêu xe của mình đấy. Đấy, mình đã nắp nó cũng ra được cái hình khối vậy nha.
bây giờ mình sẽ gọi là tiếp tục ngâm đi, gọi là một phần tiếp theo nhé các bạn nhé. Một phần tiếp theo này của mình thì các bạn cần cho mình luôn là một khối vuông này, một khối vuông như này nhé các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ ấn vào dưới đây cho mình như này. Đấy. Và sau đó thì cũng sẽ làm lại gọi là tương tự như gọi là bên kia thôi các bạn. Thì gọi là sẽ cần một chốt 6 này. Chốt 6 này, vuông này. Đây, các bạn nằm ngang như vậy nha. Đấy, sau đó rồi đây, xong nắp đều ra này. Đây, các bạn nắp cho mình là đây, xe hàng này đây này. Đây, xong bắt đầu nắp một đường đầu chặn phố này. Đây, xong sau đó chúng ta định giá nhá. 36 đầu tiên này. Xong 34 này. 34 sẽ là 9 lớp trên này nhé các bạn nhé. 21 này. Không gắn vậy thì rồi mình sẽ gắn cho nó thêm một đường chụp đen này. Đây, và ở đường phần trên đây sẽ gắn thêm một đường chốt 6 này. Đây, như dưới đây là cũng là một chốt 2 này. Đây, và một đường chốt vuông này nhá. Đấy,
Đấy, sau đó thêm một đường trộn đen này. Đấy, sau chốt tiền thì chúng ta cũng sẽ lên một đường này. Chốt. Chốt này sẽ trên đây. Đây là một đường. Chốt 6 sẽ chạy dài đây nha. Đây và một khối vuông này thì sẽ được đắp đầy ở đây. Chưa? Đây, sau khi đắp đầy đây nó sẽ thêm một đường đây, nó sẽ gắn ở vị trí, các bạn sẽ đây thêm một vuông này nữa đây, có một đường trắng này. Sau đó bên này các bạn sẽ nắp một đường khối tròn này cho mình này. Phần này đây, và sau khối tròn đây thì các bạn nắp cho mình một đường này đây này. Đây, khối một sáng thì các bạn sẽ nắp vào đây. Đây, các bạn sẽ thêm cho mình một chi tiết đường sáng vào đây nữa. Đây, và sau khi như vậy thì cũng sẽ lại tiếp tục lắp cho mình rồi con đường chốt này này, chốt 1 này, chốt 4 này. Đường vòng này này. Đấy. Đấy, xong rồi các bạn sẽ tiếp tục cho mình mình ghép đen đây và đây. Đây, sẽ cần còn là hai tấm này. Đây thì như trên đây nó sẽ dùng là tấm này. Đây này nó sẽ dùng là tấm này. Đấy.
chôn này sẽ 50 của thầy nha các bạn nhà. Đây các bạn sẽ cần màu trắng này. Tôi sẽ cần 4 tấm màu đen này. Cho vào đây trước này. Đấy, đèn một tấm này sẽ hẳn xuống dưới đây nhá. Trắng 3. Trắng 2. Đây, sau này bắt đầu mình dán luôn nhá. Đầu tiên nó sẽ là số 1 này. Chín xong các bạn xem dán cho mình chi tiết hàng làm mặt này. Đấy. Chà. Xong sau đó các bạn sẽ đắp cho mình một đường trắng lên trên này. Đây, và các bạn lắp ở đây cho mình. Đây, ở đây nó sẽ còn mảnh ghép màu xám nhé. Các bạn sẽ gắn vào đây cho mình. Đây, và sau đó sẽ là một đường chốt xám đi qua. Đây, xong các bạn sẽ
rồi chưa? Mình đã lắp lại, mình chỉnh lại. Đây là cái xe dùng. Đây là xe dùng 44 đây. Như mình bị nhầm lẫn một chút đôi về Zen logo này. Đấy, đúng là tầm này của nó phải trên đây này các bạn này. Đấy. Dưới đó phải như vậy các bạn. Như phần này các bạn cần che cho mình bằng một cái điểm này vào nữa này. Đây, sau khi che cho mình được bằng cái điểm đây các bạn này, sẽ tiến hành này. Đây, đây, đây. Nằm đây cho mình. Rồi mình sẽ dán lại ra tiếp đâu. 27 thì 27 nó sẽ là cái vị trí bên trong này các bạn. Đây. 6-20 nha. Đây, và sau đó chúng ta này cùng tiến hành lắp cái đường đầu ra chéo lên nha. Đấy, như này.
đây đập bằng này, đây một vuông vào trong đây. Đây sẽ cần miếng thứ bảy này. Bảy đây. Ba. Đây bị chín này. Đây 19 rồi xong nhỉ. Xong bắt đầu mình sẽ tiến hành mình nắp vào nha các bạn nha. Đây chưa? Các bạn đã nhìn thấy con xe này của mình nó đã định hình được gọi là một phần nào đấy đây. Đây giờ các bạn gắn cho mình ba cái đường đầu này vào. Đây, xong các bạn sẽ